có rất là nhiều cái sự cố mà chúng ta không thể nào lường trước được, và có những sự cố lớn chúng ta có thể là bị mất đi cả thương hiệu mình, thậm chí là chúng ta có thể là dẹp luôn, chúng ta không còn kinh doanh được nữa. Chào mừng các bạn đến với kênh của Nguyễn Quốc Trung, và hôm nay tôi xin chia sẻ cho bạn 7 cái tư duy đúng về khởi nghiệp kinh doanh bán lẻ. Tư duy đầu tiên đó là trung thực trong kinh doanh, là bạn phải bán hàng đúng những gì mà khách hàng cần, không được bán hàng nhái, hàng giả, không được bán hàng kém chất lượng và bán hàng không được kiểm chứng, vì đó là cái thương hiệu cá nhân của bạn và thương hiệu công ty của bạn. Tư duy thứ hai là chúng ta marketing cửa hàng bán lẻ của chúng ta, chứ chúng ta không thể nào marketing bản thân của chúng ta. Có rất là nhiều sai lầm trong đây những người làm kinh doanh, đó là chúng ta cứ marketing về cái bản thân thương hiệu của chúng ta. Chúng ta tiếp xúc quá nhiều khách hàng đi, khách hàng đến, khách hàng cứ muốn chúng ta phục vụ thì chúng ta không thể nào chúng ta phục vụ được, tại vì chúng ta đang marketing bản thân của ông chủ và người ta chỉ muốn ông chủ thực hiện và ông chủ cung cấp dịch vụ cho mình, nên là cái khả năng ông chủ không thể nào đáp ứng được đối với một lượng khách hàng lớn như vậy. Vì vậy bạn phải chuyển hướng qua gọi là marketing cửa hàng. Khách hàng đến đây vì thương hiệu công ty, khách hàng đến đây vì thương hiệu nhân viên của bạn, chứ không phải là vì bạn. Tư duy thứ ba đó là bạn hãy tập trung vào cái dịch vụ và sự trải nghiệm khách hàng hơn là tập trung vào sản phẩm. Tại vì ngành dịch vụ này, cái ngành sản phẩm này, vì cái ngành bán lẻ này nó rất là dễ nhập hàng, mà hầu hết luôn ai đều có thể mở cái hàng bán lẻ ra tương tự như bạn. Chỉ có một cái họ làm không được như bạn, đó là dịch vụ khách hàng về chất lượng, chăm sóc và những cái truyền thông của bạn họ thôi. Thứ tư, kinh doanh khác với con buôn. Con buôn là gì? Con buôn là họ bán cho khách hàng xong rồi họ rút đi, mặc kệ khách hàng có hài lòng hay không, khách hàng có phàn nàn hay không, và hoàn toàn hết trách nhiệm. Còn người làm kinh doanh là chúng ta phải giải quyết được cái vấn đề của khách hàng. Chúng ta sau khi bán hàng, chúng ta phải lắng nghe khách hàng, chúng ta phải ghi nhận được cảm giác của khách hàng, và chúng ta phải phản hồi cho khách hàng và xử lý những sự cố sự vụ nào khách hàng không hài lòng. Tư duy thứ năm đó là bán lẻ là tập trung lợi nhuận trên tổng giá trị đơn hàng, chứ không phải là tập trung lợi nhuận trên một món hàng. Nhiều khi mà bạn bán một cái món hàng này, có thể là bạn bán không có lời hoặc là lời rất là ít, nhưng mà chúng ta thường thường khách hàng trong cái ngành bán lẻ, khách hàng không mua một sản phẩm mà khách hàng mua một nhóm sản phẩm. Vì vậy chúng ta phải có tư duy là lời trên tổng đơn hàng, chứ không phải là lời trên một sản phẩm này. Và từ đó bạn có thể là xây dựng nhiều chính sách giá để mà chúng ta có thu hút khách hàng từ sản phẩm giá rẻ đến sản phẩm giá cao. Tư duy thứ sáu đó là bạn sẵn sàng mất đi tất cả và làm lại từ đầu. Thì trong cái ngành bán lẻ này có rất là nhiều sự cố mà chúng ta không thể nào lường trước được, và có những sự cố lớn chúng ta có thể là bị mất đi cả thương hiệu mình, thậm chí là chúng ta có thể là dẹp luôn, chúng ta không còn kinh doanh được nữa. Và bạn đã chứng kiến rất là nhiều trên thị trường, đã có nhiều công ty như vậy. Khi mà kinh doanh bán lẻ thì chúng ta cũng chuẩn bị cho mình một cái tư duy sẵn sàng đón nhận như vậy, để mà chúng ta không bị bỡ ngỡ và chúng ta không bị áp lực để mà chúng ta kinh doanh. Và chúng ta đã tích lũy được kinh nghiệm rồi, chúng ta đã có những cái trải nghiệm rồi, thì sẵn sàng chúng ta làm lại từ đầu một cách là hoàn toàn mới. Nên là bạn cũng hãy thoải mái cho mình trong cái việc mà chúng ta kinh doanh và chúng ta sẵn sàng thất bại. Và tư duy cuối cùng đó là trong cái thị trường càng ngày càng khó khăn hiện tại, cạnh tranh ngày càng gay gắt và tình hình kinh tế không được tốt đẹp gì mấy, thì đây là một cái cơ hội cho bạn. Và nhờ có khó khăn thì bạn hãy tìm mọi cách trong cái khó khăn này để bạn có thể là vực dậy công ty của mình, tìm những sản phẩm thêm, đa dạng thêm, tìm những chiến lược mà kết hợp với những cái đối tác cung cấp của mình, để chúng ta có thể là không cần nhập hàng nhưng mà chúng ta vẫn có thể là bán hàng, hoặc là chúng ta có thể là gia tăng công nợ. Thì rất là nhiều cách để chúng ta vượt qua những khó khăn. Và cái tư duy thứ bảy này là rất là quan trọng, đó là vấn đề càng lớn thì tiền của bạn sẽ kiếm được càng lớn, vấn đề càng to thì cái sự giải quyết của bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn càng nhiều. Và vừa rồi mình đã chia sẻ cho bạn 7 cái tư duy trong ngành bán lẻ. Hy vọng bạn trang bị được 7 cái tư duy này để chúng ta có thể là thực hiện kinh doanh bán lẻ. Đặc biệt đối với các bạn nào chuẩn bị khởi nghiệp kinh doanh bán lẻ, hãy lưu ý những cái nội dung trong cái tư duy này, chắc chắn bạn sẽ gặp trên con đường kinh doanh của mình. Cuối video thì mình có một cái món quà tặng cho bạn, đó là nếu mà bạn muốn khởi nghiệp trong cái ngành bán lẻ này thì mình có một cuốn ebook, mình để đường link ở dưới để các bạn tải về, là 100 cái chiến lược bán hàng và marketing đơn giản hiệu quả dành cho ngành bán lẻ, hoặc là những cái ngành khác đều bạn đều có thể áp dụng được, cực kỳ đơn giản. Đó là những cái kinh nghiệm mà mình tích lũy được kết hợp cùng 7 tư duy trên và 100 chiến lược này. Hy vọng bạn sẽ thực hiện thành công cái cuộc khởi nghiệp về cái ngành bán lẻ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.